Chào mừng các anh chị cô chú đã đến với kênh Lê Diễm nha. Hôm nay Diễm đi chợ mua được một ký mực trứng rất là ngon luôn. Và Diễm sẽ làm món mực trứng chiên nước mắm. Và cái món này làm thì cũng rất là đơn giản mà nhanh nữa. Bây giờ Diễm xin mời các anh chị vào bếp để mình cùng nấu luôn nha. Đây là một ký mực trứng nè các bạn. Sáng đi chợ thấy mực tươi quá nên mình đã nghĩ tới cái món là mực chiên nước mắm á. Và mình mua về để mình quay video và mình chia sẻ cho các bạn cùng xem ha. Mình làm món này rất là đơn giản luôn mà ăn cơm rất là ngon luôn á. Giờ mình sẽ cho một nồi nước sôi lên và tiếp theo các bạn sẽ cho gừng và hành tím vào nha. Sau khi gừng và hành tím nó trong cái nước này nó sôi rồi thì các bạn sẽ cho cái mực này vào trộn giùm mình nha. Cái mực này mình đã rửa sạch sẽ và mình lấy cái túi mực ra rồi nha các bạn. Các bạn hãy cho vào đây 2 muỗng rượu trắng nữa nha. Rượu trắng và gừng hành tím nó sẽ giảm bớt cái mùi tanh của mực nha các bạn. Rồi mình trụng mực tái tái như thế này là được rồi nè các bạn. Mình sẽ tắt bếp và mình vớt cái mực này ra nha. Cái mực này mình trụng được 2 phút thì mình sẽ vớt ra và mình cho vào cái đá lạnh này nha các bạn. Các bạn ngâm trong nước đá để cho nó săn cái con mực lại nha. Các bạn, con mực này sau khi ngâm nước đá thì mình sẽ vớt ra đây cho nó ráo nha các bạn. Để mình làm công đoạn tiếp theo là mình chiên. Mình sẽ để cho nó thật là ráo nha. Chứ không mình chiên nó sẽ bị văng dầu á, do là nó còn nước á. Bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt nha các bạn. Với một ký mực á thì các bạn sẽ cho vào đây 3 muỗng nước mắm nha. Này là muỗng ăn cơm nha các bạn. Sẽ cho 4 muỗng nước lọc nha. 2 muỗng tương ớt. Các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng đường nha. 2 muỗng hạt nêm cà no. 1 muỗng cà phê tiêu. Nhà mình thích ăn cay á thì mình có thể bỏ thêm sa tế nha các bạn, hoặc là ớt trái các bạn bầm vào cũng được. Mình sẽ quậy cái hỗn hợp này đều lên nha. Nhìn cái chén nước sốt này là thấy ngon rồi ha. Các bạn xem kênh của Diễm mà thấy hay thì nhớ cho Diễm một lượt đăng ký nha. Mình sẽ cho dầu lên rồi mình chiên cái mực luôn nha các bạn. Cái chiên thì các bạn sẽ cho vào đây một ít bột bắp nha, để cho dầu nó đừng có văng đó. Các bạn sẽ cho ít hành tỏi vào cho nó thơm nha. Rồi mình sẽ lần lượt cho mực vào mình chiên nha các bạn. Hôm nay mình mua đúng con mực trứng ngon này, u nu luôn á các bạn. Sau khi mình bỏ mực vào mình chiên được 4 phút á thì mình sẽ tản cái mực này ra và mình sẽ cho cái chén nước sốt lúc nãy mà mình pha này các bạn vào đây luôn nha. Sau khi mình cho mực vào á thì các bạn nấu khoảng 4 phút là được rồi nha. Thì cái nước mực này nó sẽ kẹo kẹo lại như này là được nè. Nước mực này thì chai cơm ăn rất là ngon này các bạn. Đó. Như thế này là được rồi đó các bạn. Mình sẽ trang trí thêm lên một ít ớt và hành nha. Nếu các bạn thích ăn hành thì bỏ vào, còn không thích ăn hành thì khỏi bỏ cũng được. Video của Diễm làm mực chiên mắm đến đây là xong rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh nhớ bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của Diễm nha. Bây giờ Diễm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.